Chào các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác cái bộ đồ lội nước và sẽ chi tiết về cái cách mặc để các bác nhà mình được xem ở cái bộ cao cấp này. Và các bác mà quan tâm thì hãy theo dõi hết video một chút, em sẽ nói giá luôn để các bác nhà mình được tiện tham khảo trên cái bộ đồ lội nước chất liệu cao su, bên trong là vải, bên ngoài là tráng cao su. Và cái chất ủng của nó thì là chất nhựa dẻo nha các bác nhé. Chất nhựa dẻo siêu bền luôn, chất ủng. Và cách mặc nhá, đây là hai cái lẫy đây này các bác này. Hai cái lẫy này thì các bác sẽ vắt chéo vào đằng sau lưng, bạn ngoảnh đằng sau lưng ra đây. Các bác sẽ vắt chéo dây nhá. Mặc lên đi. Vắt chéo từ bên này sang bên kia các bác nhá. Bên kia. Quay không có nghĩa là cái dây đấy sai rồi, cái dây đấy phải vắt sang bên này thì mới đúng. Qua cổ. Đấy đúng rồi. Ngoảnh đằng sau đây. Đây nhá, ví dụ dây bên này thì các bác sẽ vắt sang bên kia. Các bác sẽ vắt dây bên này sang bên kia. Để cho cái bộ của các bác nó được chắc chắn hơn thì sẽ cần phải mặc như vậy. Bởi vì cũng rất nhiều bác mua và cũng phản ảnh là nó hơi rộng. Thì cái cách mặc sẽ là như thế này nhá. Đây các bác xem này, rất chi là gọn gàng và đẹp. Chất liệu thì một chút em sẽ quay. Và cái đai nhá, cái đai mỗi một bộ thì sẽ đi theo một cái đai như thế này. Đấy, các bác để ý nhé. Cái đai này thì để quấn ngang bụng đấy, cho nó sẽ gọn gàng hơn. Các bác nếu mà người mà to béo thì các bác có thể chỉnh cái độ rộng ra. Đây là bạn người mẫu này của bên em thì có 53 cân thôi. Và đang sử dụng cái mẫu 42. Và cái này thì nó sẽ có đủ kích cỡ từ 39, 40, 41, 42, 43. Nếu như cỡ 43 thì các bác cả tạ có thể mặc vừa cái bộ này nhé. Đấy thì chất liệu này, em sẽ quay về chất liệu để các bác được xem. Rất nhiều bác quan tâm tới bộ này và đang muốn tìm hiểu về cái chất liệu. Thì bạn cởi cái dây này ra. Đây, đây các bác nhá. Chất liệu bên trong thì là vải này, bên ngoài thì trắng cao su này. Cái bộ này thì là chất liệu dày nhá. Em quay rất gần như này để cho các bác nhìn đấy. Đấy, và cái bộ này thì thích hợp vào tất cả công việc. Ví dụ như các bác làm ao, làm hồ, các bác làm nông nghiệp, các bác đi rừng. Đấy, các bác đều cần tới cái bộ này. Và cái bộ này thì bên cơ sở em đang gửi tới các bác là 400.000. Giá sẽ miễn phí ship 100% nhá. Sai rồi, bên này cơ mà. Đấy. Sẽ mặc như thế này. Rất chi là gọn gàng. Có bác thì mặc đi đánh cá này. Đấy, có bác thì sử dụng đi bẫy này. Có bác thì sử dụng đi rừng, đi lội suối này. Thì đều cần tới một cái bộ như này. Và giá của nó sẽ là 400.000. Giá sẽ miễn phí ship 100%. Đấy, rất nhiều bác hỏi em là cái bộ này mặc thì nó có rách không? Trừ các bác quạc và đinh thôi nhá. Còn nếu như các bác mặc bình thường như thế này thì em nghĩ chẳng bao giờ hỏng. Bởi vì bên cơ sở em mặc cái bộ còn sẽ mỏng hơn. Cái bộ này thì em đã sử dụng rồi. Và em chuyên cung cấp một cái loại quần ủng nữa. Các bạn cầm dơ cái quần này lên. Với một cái quần ủng tiếp theo này là cái bộ lội nước, cái bộ tới ngang bụng nhá. Cái bộ này thì chất liệu của nó sẽ là cao su lon và ủng của nó thì theo dạng kiểu ủng cấy nhưng mà chất lượng liệu hơn. Rất chi là dày. Đây các bác này, đế dày. Cái đế này đế siêu bền nhá. Cái chất liệu của cái này thì sẽ rẻ hơn rất nhiều này các bác này. Chất liệu của nó là cao su lon nhá. Em quay rất gần để cho các bác xem. Chất liệu thì siêu dai rồi. Và cái này thì bên cơ sở em đang gửi tới các bác là 250.000. Giá sẽ miễn phí ship 100%. Đấy, cao su lon. Cái này thì dành cho các bác mặc đi cấy này, các bác lội ao này. Nó sẽ tới bụng như thế này nhá, tới tầm ngang bụng như thế này. Đấy thì đây là hai cái mẫu quần của bên cơ sở em. Thì cái video ngắn này thì em cũng vừa chi tiết về cái mẫu quần lội nước cao cấp. Đấy, các bác mà đang cần cái mẫu này thì hãy liên hệ trực tiếp tới hai đầu số điện thoại của bên em là số 0869 054295 và số điện thoại 0865 692498. Hai số điện thoại thì đều có Zalo, có Facebook. Các bác có thể kết bạn để vào xem những cái mẫu sản phẩm của bên em nhé. Em xin kết thúc cái video ngắn ở đây. Hẹn gặp lại các bác một cái video sau sẽ chi tiết nhiều đồ hơn. Và các bác mà quan tâm tới kênh thì đừng quên ấn vào nút đỏ đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những video của bên cơ sở em nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.